Với tầm giá 500 triệu bỏ ra thì quý vị sẽ nghĩ tới mẫu sedan nào? Chúng ta có thể kể đến như Toyota Vios đang được có chương trình giảm giá trong tháng 7 này. Có thể mua được bản gần như là cao nhất, hay là Hyundai Accent cũng vậy. Nếu mà quý vị không ngại xe cũ và muốn sở hữu một chiếc xe ở hạng trên thì có thể mà lại thích xe Nhật nữa. Cái logo của Toyota thì rõ ràng đây, chiếc Toyota Altis 1.8G phiên bản đời 2014-2015 cũng là một sự lựa chọn rất là sáng giá. Vậy thì sau 5 năm với hơn 5 vạn thì chiếc xe này còn có bền hay không? Đó là cái điều mà vẫn như người ta nói thường nói về Toyota. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay, và nó có phải là một sự lựa chọn tốt trong tầm giá này hay không. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Mê Xe. Đầu tiên là về ngoại thất. Nếu mà quý vị để ý kỹ một tí thì Toyota Altis đời mới 2020 cũng không có sự thay đổi quá nhiều trong cái phong cách thiết kế. Ở mặt ca lăng thì rõ ràng phiên bản mới thì Toyota có một cách làm khá đơn giản theo tôi như vậy. Họ sẽ mở rộng ra cái phần lưới tản nhiệt và chia hai tầng sát gần với logo của Toyota. Phần cụm đèn thì rõ ràng là ở phiên bản mới Toyota cũng đã có cái cụm đèn ban ngày, chiếu sáng ban ngày cũng được vuốt đẹp hơn. Nhưng nếu nhìn tổng thể chiếc xe này thì cũng không có quá nhiều sự khác biệt cũng như là về cái sự lỗi thời. Nếu mà nhiều anh em nói rằng Toyota cũng là một hãng xe ít có sự thay đổi và hơi bảo thủ một tí, nhưng mà tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái điểm lợi của Toyota. Có thể là họ cố tình làm như vậy để tăng cái độ nhận diện của thương hiệu Toyota. Khi mà chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta nhìn vào cái mặt ca lăng hay chúng ta nhìn từ phần hông xe hay đuôi xe thì đều có thể nhận ra được đây là chiếc xe của Toyota, mặc dù là không biết nó là dòng nào thôi. Đây là phiên bản đời năm 2015, 1.8G, cũng chưa phải là phiên bản cao nhất. Phiên bản cao nhất của Altis thời bấy giờ là phiên bản 2.0, 2.0V, chính xác là 2.0V. Và đây là chiếc Toyota Altis 1.8G đời 2015, được lăn bánh vào 2016. Rõ ràng là tôi thấy rằng chủ xe đi cái xe này cũng rất là dữ, cũng có một vài cái vết xước nho nhỏ theo thời gian thôi, nhưng cũng có thể chấp nhận được. Một chiếc xe khoảng 5 năm tuổi thì chúng ta không thể nào đòi hỏi được là nó có còn cái sự mịn màng hay là không bị va quệt. Bởi vì rõ ràng là khi mà lưu thông ở trên đô thị thì rõ ràng mình không đâm vào người ta thì người ta cũng đâm vào mình thôi. Hãy nhìn sang một chút phần hông xe, kể cả cái phần mâm xe thì tôi thấy rằng cũng không phải là quá lỗi thời. Nếu nói rằng Toyota chỉ dành cho người lớn tuổi hay người già, không phù hợp với người trẻ, thường thì người trẻ hay chọn những mẫu xe Hàn, hay là nếu mà chọn xe Nhật thì chắc chắn sẽ chọn Mazda. Nhưng mà anh chủ xe thì là một người 9X, chỉ khoảng 23 tuổi thôi, rất là trẻ mà lựa chọn một chiếc xe như thế này của Toyota thì cũng phải nhìn nhận lại về, cũng tùy người. Tôi nghĩ là cũng tùy người, mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau khi mà lựa chọn một mẫu xe để đi. Và cái thời điểm bây giờ thì Toyota Altis không phải là một mẫu xe rẻ hạng C. Mức giá lăn bánh của phiên bản 1.8G này loanh quanh đâu đó khoảng hơn 900 triệu. Rất đắt, phải nói một câu là rất đắt. Vào cái thời điểm bây giờ, nếu mà kể cả bây giờ, nếu mà so với một số mẫu xe khác như chúng ta có Kia Cerato hay là Mazda 3. Ở trên phiên bản 1.8G thì vẫn sử dụng bóng halogen. Thì sau khoảng 5 năm tuổi thì rõ ràng cái bóng này cũng đã hơi yếu rồi. Nên nếu mà mua thì quý vị hãy có thể là phần này chắc chắn là phải độ đẽo thêm để có được cái tầm nhìn tốt nhất khi mà chúng ta di chuyển vào ban đêm. Đó về tổng quan về ngoại thất của xe thì cũng không có điểm gì quá khác biệt so với cái phiên bản 2020 như quý vị cũng đã từng xem ở trên Mê Xe. Quý vị có thể đang thấy đây là tổng quan của khoang nội thất của chiếc Toyota Altis. Nếu mà so với phiên bản cao cấp hơn là phiên bản 2.0V thì nó không có sự khác biệt. Chính xác là như thế. Có một cái điểm nho nhỏ là phiên bản 2.0V thì được trang bị nhiều túi khí hơn
so với hai túi khí ở trên phiên bản 4.8G. Phần vô lăng sau 5 năm thì cũng đã có những cái sự gọi là sờn chắc. Có thể thấy rằng đây chủ xe cũng là một người thích vần vô lăng rất nhiều đó. Cũng không có quá nhiều nút bấm tùy chỉnh đâu, chỉ có tăng giảm âm lượng rồi thì chỉnh chuyển bài hát các thứ thôi, cũng không có bất kỳ một tính năng nào. Và đây cũng có một số cái cổng chờ mà xe cũng có để sẵn để sau này chúng ta có độ đẽo gì thêm thì sẽ thêm vào đây một số cái tính năng. Đúng như người ta nói vào thời bấy giờ thì khi lựa chọn Toyota là một chiếc xe để sử dụng thì rõ ràng là nó chỉ là một chiếc xe để đi thôi, chứ không vào thời bấy giờ người ta không đếm option như bây giờ. Tôi nghĩ là như vậy, bởi vì khi mà lựa chọn Toyota thì anh chủ xe cũng có chia sẻ là cần một chiếc xe để có thể đưa phục vụ những nhu cầu gia đình và di chuyển trong đô thị. Anh chủ xe thì có chia sẻ với tôi rằng là chỉ mong muốn mua một chiếc xe bền, điều hòa mát và có một không gian thoải mái để sử dụng cho gia đình. Và tiếp nữa là một cái lý do khác là sẽ không chỉ mua chỉ để cho một người trong gia đình sử dụng mà cho tất cả mọi người trong gia đình đều có thể sử dụng được. Và cái thời điểm bấy giờ là năm 2016 là chiếc xe này được lăn bánh thì cũng có rất nhiều cái lựa chọn khác như tôi cũng đã kể qua. Các đối thủ khác của Toyota Altis thì cũng có những cái option hấp dẫn hơn. Như quý vị đang thấy thì với khoảng hơn 95 triệu để lăn bánh chiếc xe này thì option cũng không có nhiều. Đây là đầu đọc DVD, đó, có chức năng đọc USB này, đọc đĩa này. Và một cái rất may mắn là nó có kết nối Bluetooth. Tôi thấy điều đó là một điều may mắn đối với chủ xe. Và sẽ chỉ có cảm biến lùi thôi, bởi vì đây không phải là màn hình nên chúng ta sẽ chỉ có cảm biến lùi và không có camera lùi. Như quý vị đang nhìn thấy thì đây là cái màn hình hiển thị thông tin trước mặt người lái. Cách làm này thì vẫn giống tương tự như trên phiên bản mới nhất của Toyota Altis, nhưng đã được tinh chỉnh một chút thôi, cũng không có quá nhiều khác biệt. Tôi không biết là phải nói thêm gì nhiều với chiếc xe của Toyota vào cái thời điểm bấy giờ, bởi vì rõ ràng là các trang bị trên xe thì thực sự phải nói là không có gì để đếm, kể cả phần gương cũng chỉ là gương thường thôi, không phải gương chống chói. Và cái điểm tiếp theo đó chính là phần ghế người lái. Ghế lái cũng đã được chỉ điện rồi. Có một cái mà tôi xin nhắc lại một lần nữa, ở trong rất nhiều video tôi cũng đã nói rồi, là phần điều hòa trên các mẫu xe Nhật, cụ thể là của Toyota, rất mát, không thể chê được vào đâu luôn, cực kỳ là mát. Hàng ghế thứ nhất thì cũng đã rất là thoải mái rồi, kể cả là hàng ghế thứ hai của chiếc Toyota Altis cũng đem lại cái sự trải nghiệm rất là tốt. Kể cả những người cao khoảng 1m8 cũng có được cái sự thoải mái nhất định khi mà di chuyển đường dài. Phần cốp xe của Toyota Altis cũng là một phần cốp rất rộng, cực kỳ là thoải mái. Khi mà chúng ta chở nhiều đồ thì tôi đánh giá phần cốp này là phần cốp thoải mái cho phục vụ cho nhu cầu gia đình. Đó, vậy tổng quan về khoang nội thất của Toyota Altis đời 2015 cũng không có bất kỳ một cái option gì quá nhiều. Nếu so với cùng phân khúc thì chúng ta có chiếc Kia Seato hay là chiếc Mazda 3, cũng có rất là nhiều option và rất là nhiều trang bị. Hay kể đến nếu mà thích cầm lái thì chúng ta có một cái option khác cực kỳ là ngon, đó chính là Honda Civic, cũng trong tầm giá của chiếc Toyota Altis. Đó, vậy thì hết rồi. Cái chúng ta cũng không có quá nhiều điều mà để nói về chiếc Altis. Đúng là nếu mà lựa chọn một chiếc xe để đi, điều hòa mát và có cái cảm giác vận hành tốt thì đây là một chiếc xe cực kỳ là hợp lý. Vận hành thì mẫu xe này đang sử dụng động cơ 1.8 hộp số 6 cấp CVT. Thì tôi cũng đã được trải nghiệm trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng có thể cảm nhận được qua những cú đạp thốc ga đem lại một sự phấn khích nhất định. Với phần động cơ này thì tôi đánh giá nếu đi trong đô thị thì hoàn toàn hợp lý. Một là nó sẽ không bị bốc quá, hai là nó vẫn sẽ đảm bảo cho chúng ta một cái chân ga nhạy và kiểm soát được. Nếu mà đem ra đường cao tốc thì cũng có thể thấy được những cái nước đầu của chiếc xe này khá là tốt. Tuy nhiên thì với những cái giải tốc độ khoảng từ 70 đến 80 km thì rõ ràng là chúng ta cần phải có sự kiên nhẫn một chút
thì chiếc xe này mới có thể đạt được đến cái tốc độ đó trên 80 km. Nhìn chung thì những mẫu xe của Toyota thì tôi thấy đều có một gần như có một cái cảm giác lái nó hơi giống nhau một tí. Có lẽ là do đều sử dụng hộp số CVT. Vậy thì quý vị nghĩ sao, với tầm giá 55 triệu quý vị sẽ mua một chiếc sedan hạng B mới hay là lựa chọn một chiếc sedan hạng C cũ? Thì hãy để lại phần bình luận ở ngay phía dưới cho chúng tôi cùng biết. Đừng quên like, share, subscribe và ấn nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trên Mê Xe. Xin chào và hẹn gặp lại.